Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, xung quanh vấn đề tăng thuế môi trường đối với xăng dầu, mặc dù vấp phải sự phản đối quyết liệt từ giới chuyên gia kinh tế lẫn người dân, vừa qua thì Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Đinh Tiến Dũng đã thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nghị quyết biểu thuế bảo vệ môi trường, trong đó có đề xuất tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường từ 3.000 đồng lên 4.000 đồng một lít đối với mặt hàng xăng dầu. Nếu được thông qua thì các loại thuế bảo vệ môi trường này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Trong bối cảnh mỗi lít xăng hiện nay đang phải cộng rất nhiều loại thuế phí, thì việc tăng thuế bảo vệ môi trường lên mức kịch khung là điều hợp lý hay không, khi mà hiện nay nhiều ý kiến cho rằng thuế bảo vệ môi trường đã thực sự để bảo vệ môi trường hay chưa? Đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề những vấn đề minh bạch trước khi tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Nhưng trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Bộ Tài chính cho biết bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay của đất nước nhất thiết phải nghiên cứu điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường lên mức phù hợp. Bởi giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam cơ bản đang thấp hơn so với các nước chung đường biên giới và một số nước trong khối ASEAN và châu Á. Hiện nay, giá bán lẻ xăng dầu của Việt Nam đứng vị trí 47, từ thấp đến cao trong tổng số 167 quốc gia và thấp hơn 120 nước với mức 19.980 đồng một lít. Trong tờ trình dự thảo nghị quyết thuế bảo vệ môi trường với xăng trừ ethanol được đề xuất tăng từ 3.000 đồng một lít như hiện hành lên mức trần 4.000 đồng một lít. Dầu diesel tăng mức thuế từ 1.500 đồng một lít lên mức trần 2.000 đồng một lít. Dầu mazut mỡ nhờn tăng mức thuế từ 900 đồng một lít lên mức trần 2.000 đồng một lít. Mỡ nhờn tăng từ mức thuế 900 đồng một kg lên mức trần 2.000 đồng một kg. Đặc biệt, với mặt hàng dầu hỏa, nếu như các tờ trình trước đây đều đề xuất giữ nguyên mức 300 đồng một lít, thì lần này Bộ Tài chính được Chính phủ đồng ý phương án tăng từ 300 đồng một lít lên mức trần 2.000 đồng một lít. Lý do là lưới điện đã phủ kín tới các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nên những khu vực còn sử dụng dầu hỏa để thắp sáng không đáng kể. Riêng nhiên liệu bay vẫn giữ nguyên như hiện hành do mức thuế đang ở mức trần trong khung. Theo Bộ Tài chính, nếu áp dụng mức thuế như phương án kể trên, thì ngân sách sẽ có 55.096 tỷ đồng một năm từ thu thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, tăng 14.368 tỷ đồng một năm so với hiện tại. Mặc dù người dân, chuyên gia và một số bộ ngành được lấy ý kiến vẫn còn những ý kiến khác nhau, tuy nhiên thì Bộ Tài chính vẫn đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường một số mặt hàng như là xăng dầu lên kịch khung. Trước đề xuất này của Bộ Tài chính thì đã có những ý kiến trái chiều từ phía người dân và chuyên gia. Ghi nhận của phóng viên VITV, kính mời quý vị cùng theo dõi. Với đặc thù công việc đi lại khá nhiều, trong khi khoản chi phí này lại không được công ty hỗ trợ, trước đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, anh Mạnh cảm thấy khá lo lắng. Công việc nó sẽ khó khăn hơn với cái chi tiêu của mình để mà chi vào tiền xăng dầu nhiều hơn. Vì mình công việc trực tiếp mà chạy trên đường suốt ngày mà. Đấy, đi tư báo thì chạy trên đường nhiều, xe dừng đỗ nhiều, nói chung là chi phí tốn hơn, chắc chắn là giá cả nó cũng sẽ biến động, sẽ tăng lên. Không chỉ riêng anh Mạnh mà nhiều người dân cũng cho rằng khi điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng dầu lên kịch khung sẽ tác động rất lớn đến người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Chưa được hợp lý lắm, bởi vì là nếu mà để tăng ngân sách nhà nước thì có rất nhiều cách để tăng ngân sách, cũng như là bảo vệ môi trường cũng vậy. Theo thấy thì việc ta tăng ngân sách thì có thể gây khó khăn, khó dễ cho người dân. Nếu như mà để tăng ngân sách thì bất kể loại thuế nào thì cũng có thể gây khó khăn cho những người mà có thu nhập thấp. Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính cũng không ảnh hưởng quá lớn đến đời sống sinh hoạt bởi mức tăng cũng không quá lớn. Thực ra để mà nói thì việc tăng thuế lần này cũng không ảnh hưởng đến đời sống gì nhiều, vì mức tăng cũng nằm trong phạm vi người dân hay doanh nghiệp đều có thể chấp nhận được. Hơn nữa, tăng thuế là để chia sẻ lợi ích với nhà nước. Nhà nước cũng theo bằng cách này hay cách khác thì cũng sẽ để nhỉ nhân dân được hưởng lợi. Bên cạnh người tiêu dùng, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về việc tăng thuế sẽ tác động đến hàng hóa bởi xăng, dầu là mặt hàng hóa thiết yếu nên người dân không thể không sử dụng, không thể lựa chọn dịch chuyển từ sử dụng xa xỉ phẩm sang hàng hóa bình thường như trường hợp của nhiều hàng hóa khác bị chịu sắc thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến
giá cả, giá thành của doanh nghiệp, đến cái khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, nó sẽ ảnh hưởng đến mọi cái lĩnh vực của đời sống, vì là cái nhu cầu sử dụng xăng dầu là từ không phải là giao thông mà từ những cái giao thông cho đến sản xuất, cho đến tiêu dùng, cho đến rất nhiều cái lĩnh vực khác là đều phải sử dụng trực tiếp và gián tiếp. Cho nên nếu như mà đánh thuế thế này thì tăng thuế tăng phí như này thì nó đồng nghĩa với cái việc là sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế. Theo tính toán là như thế này, nếu tăng lên kịch trần ấy, như thế là nó sẽ tăng thêm giá xăng 1.000 nữa, rất kinh khủng. Và như thế nó sẽ vào chi phí vận chuyển, xăng chiếm 35-50% chi phí vận chuyển, và từ giá thành vận chuyển nó sẽ vào hàng hóa, nâng giá hàng hóa lên. Mà hàng hóa Việt ấy, mà chúng ta cần khuyến khích để tiêu thụ, chúng ta cần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt. Thế rồi tất cả đời sống các thứ của công nhân viên chức, những người làm công ăn lương cũng phải cần đến xăng. Anh em gia đình họ, tất cả những cái động chạm hết túi tiền của người, của xã hội chứ. Cho nên là chúng ta phải tính đến cái tác động lan tỏa của nó. Một trong những lý do được Bộ Tài chính đưa ra để bảo vệ đề xuất tăng thuế là hiện tại giá bán lẻ xăng dầu của Việt Nam cơ bản thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới và thấp hơn so với nhiều nước khác trong khu vực ASEAN. Theo ý kiến của một số quốc gia về việc tăng thuế sẽ giúp cân bằng lại giá xăng trong nước với các quốc gia khác nhằm giúp giảm tình trạng buôn lậu, gian lận xăng dầu. Cái việc mà giá xăng của chúng ta thấp hơn một số nước trong khu vực, thậm chí rất là nhiều, là sự thật, đã có con số chứng minh được. Và cái điều này là cực, đặc biệt là những nước có đường biên giới chung mà chúng ta thấp hơn thì cái điều này cực kỳ là bất lợi, bởi vì nó sẽ tạo áp lực rất lớn cho việc chống buôn lậu xăng dầu. Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng việc tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, đảm bảo lợi ích quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu rộng khi thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế. Tăng thuế này nó nhìn trong một cái bình diện rộng, nó có cân đối với cái việc đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5 và xăng E10 như là một cái công cụ để mà khuyến khích tiêu thụ xăng E5 và E10, thì rõ ràng là người tiêu dùng sẽ bớt thiệt hại hơn. Đề cập về các tác động đến người dân khi tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, ban soạn thảo đánh giá tiêu dùng của các hộ gia đình có giảm tương ứng theo các nhóm dân cư. Theo đó, nhóm dân cư có thu nhập thấp sẽ phải chi thêm 22.000 đồng mỗi tháng, còn nhóm dân cư có thu nhập cao có mức chi cao nhất là tăng khoảng 130.000 đồng mỗi tháng khi tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Trước việc Bộ Tài chính đề xuất tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu cùng một số mặt hàng khác để tăng nguồn thu mỗi năm, ước tính thêm hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, nhiều chuyên gia cho rằng cần cân nhắc mở rộng các nguồn thu khác thay vì chỉ tập trung vào xăng dầu. Việc minh bạch tiền thu từ tăng thuế bảo vệ môi trường cũng là vấn đề được đặt ra. Theo Bộ Tài chính, xăng dầu là sản phẩm chứa nhiều chất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nên việc tăng sắc thuế môi trường sẽ khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu thân thiện với môi trường như xăng sinh học E5. Song theo nhiều chuyên gia kinh tế là chưa thực sự thuyết phục, bởi thuế bảo vệ môi trường thu từ xăng dầu trước đến nay chưa từng công khai minh bạch và đã thực sự được sử dụng đúng mục đích hay chưa, khi mà hàng năm số thu từ thuế bảo vệ môi trường liên tục tăng ổn định qua các năm từ năm 2012 đến năm 2017. Và thu thuế bảo vệ môi trường chiếm tỷ trọng khoảng 1,36% đến 4,27% tổng thu ngân sách nhà nước và chiếm tỷ trọng khoảng 0,34% đến 0,98% trên GDP hàng năm. Về thuế bảo vệ môi trường để xử lý môi trường là dân không biết được, ngay cán bộ cũng không thể biết được. Vậy thì bây giờ ông nói là ông đã xử lý rồi hàng chục nghìn tỷ rồi thì phải chứng minh cái đó. Bộ Tài chính phải giải trình rõ cái đó với Quốc hội, đúng không? Nhưng còn không thể mà nói mà dân không biết rồi thì một số cơ quan cán bộ người ta không biết, thì rõ ràng đây là cái câu chuyện mà trách nhiệm của Bộ Tài chính phải giải trình trước Quốc hội. Vì bao nhiêu năm nay anh chi bao nhiêu tiền để cho xử lý môi trường và những lĩnh vực gì, thì anh phải giải thích rõ. Và trong tương lai thì tất cả những cái thuế đánh vào môi trường này, anh xử lý môi trường anh phải có đề án. Chúng ta biết là khi ký kết các hiệp định thương mại tự do thì cái xu hướng chung là thuế nhập khẩu giảm và sẽ tiến tới bằng không. Thì hiện nay cái thuế nhập khẩu của chúng ta cao nhất ASEAN sang là 20% và Hàn Quốc là 10%. Từ 1.000 ban đầu thuế bảo vệ môi trường chúng ta lên 3.000. Nâng lên 3.000 so với giá nhập khẩu là gì? Giá nhập khẩu hiện nay là vào khoảng 9.200 đến 9.500. Như vậy nó là 33% so với đó. Mà nói là để bù đắp lại cái thuế nhập khẩu theo tình nghĩ từ chưa thuyết phục. Thì tôi cho rằng là cũng là một cái cần phải cân nhắc. Nhưng
thời điểm này chúng ta có thể tính đến cái chuyện tăng thuế môi trường là tạm thời chấp nhận được, để chúng ta cũng có phần là cải thiện môi trường, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là Bộ Tài chính có lẽ cũng cần phải làm rõ hơn về lý do vì sao mình lại quyết định tăng cái thuế này. Có lẽ cũng cần phải giải trình, truyền thông ở mức độ tốt hơn. Theo đánh giá của VCCI, về dài hạn, việc nới khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu nhằm đảm bảo thu ngân sách sẽ là giải pháp lợi bất cập hại. Bởi nếu tăng thuế với sản phẩm xăng dầu để bù lại sẽ khiến cho doanh nghiệp Việt Nam mất đi lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ nước ngoài. Mặt khác, không nên thay thế thuế nhập khẩu bằng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu vì sẽ gây ra xung đột lợi ích. Thuế bảo vệ môi trường là thu để điều chỉnh hành vi, tức là thu thuế xăng dầu để kỳ vọng là người dân họ thể sử dụng xăng dầu ít hơn để bảo vệ môi trường. Nhưng mà nếu mà nguồn thu ngân sách mà chỉ dựa vào xăng dầu không, thì như vậy là bị nhà nước bị xung đột lợi ích. Một mặt thì anh muốn người dân hạn chế sử dụng để bảo vệ môi trường, nhưng mặt khác anh vừa muốn là tăng thu ngân sách để đảm bảo nguồn thu ngân sách, thì như vậy là khuyến khích người dân được sử dụng. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, theo luật ngân sách nhà nước, các khoản thu từ thuế phí đều được thu vào ngân sách và sẽ chi theo dự toán được Quốc hội thông qua. Điều đó có nghĩa không phải thuế bảo vệ môi trường thu được 1 đồng thì sẽ chi 1 đồng, mà hàng năm căn cứ vào tình hình ngân sách, Quốc hội sẽ phê duyệt dự toán thu chi ngân sách. Các cái khoản thuế thì luôn luôn là không có tính chất đối giá, không có đối khoản cụ thể. Dù thuế gì đi nữa cũng tập trung chung vào ngân sách nhà nước, ở tất cả các quốc gia trên thế giới đều như vậy. Chứ không phải là nó thuế có tên bảo vệ môi trường thì phải dành cho chi cho bảo vệ môi trường. Còn theo luật ngân sách của Việt Nam thì thuế bảo vệ môi trường là một khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và được tập trung chung vào ngân sách nhà nước để phục vụ cho cái nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước. Chứ trong luật ngân sách của chúng ta cũng không quy định là thuế bảo vệ môi trường là chỉ để chi cho bảo vệ môi trường. Theo các chuyên gia, cùng với việc tăng thuế, nếu muốn tăng thu, Bộ Tài chính cũng cần phải xem xét cải cách thu bằng cách thống nhất thu, mở rộng cơ sở thu và đặc biệt đưa ra các giải pháp thắt chặt chi tiêu, đảm bảo chi tiêu hợp lý, tiết kiệm từng đồng thuế của người dân. Mà chủ trương của Bộ Chính trị đã đưa ra một nghị quyết tái cơ cấu nguồn thu, tái cơ cấu ngân sách là gì? Tái cơ cấu cả thu và chi. Có nghĩa ông chỉ tái cơ cấu thu thì chưa đủ. Dù ông tái cơ cấu thu tốt đến mức trong rồi nhưng mà chi ông không kiểm soát được, vẫn lãng phí, thất thoát tham nhũng. Tôi xin lỗi là có thể thu thuế tăng gấp 10 lần vẫn không đảm bảo được. Cho nên đối với Bộ Tài chính thì phải chú ý cả tái cơ cấu cả chi, tái cơ cấu cả thu. Chúng tôi đã đánh giá khảo sát thấy rằng chúng ta chi thường xuyên quá cao. Trong khoảng 6 năm vừa qua luôn luôn chiếm chi thường xuyên chiếm khoảng tầm 58-60% trong tổng chi của ngân sách nhà nước Việt Nam chúng ta, so với bình quân khu vực ASEAN là khoảng ở mức 35%. Và rõ ràng là chúng ta như vậy chi thường xuyên nó quá là lớn, thì chúng ta phải dứt khoát giảm cái chi thường xuyên đó. Theo các chuyên gia, hiện nay vẫn còn những lĩnh vực có thể tăng thu, có thể thu được nhiều cho ngân sách như thu thuế tài sản nhà đất, kinh doanh trên mạng xã hội. Và cùng với việc tăng thuế, Bộ Tài chính cũng cần phải xem xét cải cách thu bằng cách thống nhất thu, mở rộng cơ sở thu và đặc biệt đưa ra các giải pháp thắt chặt chi tiêu, đảm bảo chi tiêu hợp lý, tiết kiệm từng đồng thuế của người dân. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc có nhiều thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.